Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Hôm nay thì mình tiếp tục lên giới thiệu máy bên mình cho bạn xem. Và ngày hôm nay thì mình cũng lại về thêm được rất là nhiều máy. Đấy, chẳng biết mình có bán được hay không. Nhưng ngày nào mình bổ sung vào vài chục máy thế này thì không biết mình có bán được hay không. Nhưng mà ngày nào cũng bổ sung vài chục máy vào thế này. Mọi người ạ, mọi người ơi, sắp Tết rồi, mua ủng hộ mình đi. Bên mình bán hàng là có ship code toàn quốc nhá. Mua hàng mọi người được phép kiểm tra thoải mái. Ưng thì các bạn lấy và không ưng thì các bạn có thể không lấy. Và các bạn mua hàng thì vui lòng cọc cho mình từ 100.000 cho đến 500.000 tùy từng giá trị sản phẩm. Và tất nhiên tiền cọc mình sẽ trừ trực tiếp vào tiền mua máy cho tất cả mọi người. Và khi mình gửi hàng cho các bạn được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Ok, và trước khi đi vào giới thiệu máy thì ngày hôm nay thì mình lại có câu chuyện như thế này để chia sẻ mọi người trước khi lên video bán hàng cho nó có động lực quay video nhé. Thì chả là hôm trước mình có bán một con Samsung A03s với giá là 1,9 triệu, RAM 4/64 cho một chị khách này. Chị mua của mình chỉ đặt 500.000, trong vòng khoảng 15 ngày sau chị mới quay lại lấy. Thì chị mới lấy trước buổi quay video này khoảng 3 hôm thôi, 4 hôm, khoảng 4 hôm. Thì là hôm qua chị có mang đến nhà mình thì cái máy nó bị tối màn hình. Chứ bảo chị mới mua máy của bên em có 2 ngày mà tại sao nó tối này, kiểm tra cho chị. Thì mình cầm vào một cái mình giật mình bảo: "Ơ sao chị ơi, cái máy này nó cong đấy." Nó cong, mình còn quay video lại luôn này. Mình còn quay video lại luôn này này. Mình bảo: "Ơ chị ơi, sao cái máy nó cong thế?" Thì chị bảo chị chẳng làm gì, chị chỉ đút trong cái túi cặp sách của chị thôi mà nó lại cong được. Đâu nhỉ, tiện tay xóa mất rồi. Thế là mình bảo: "Không chị ơi, máy cong như này làm sao thế được. Thứ nhất là máy bên em không thể tự dưng bán cho thế mà cong được. Cong như này cầm vào biết ngay. Vì thứ nhất là bên em ý, bán hàng ấy, tình trạng này là báo rõ, báo rõ cho chị nhá. Chứ còn cái chuyện máy cong như thế này thì không thể." Xóa mất cái video này rồi. Máy cong như này mà không thể, xong chị cứ khẳng định là chị không làm gì. Thế mình bảo là không, cái này chắc chắn là chị phải làm gì. Còn em sẽ kiểm tra cho chị nhá. Đấy, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ không làm sao bởi vì nó cong lắm. Thì mình đoán là cái cáp màn hình ý, nó bị bong ra, mà mình tháo ra mình sẽ gắn lại cho chị là được. Thế chị bảo ok thì chị để đấy. Thì đúng như thế, mình tháo ra thì nó chỉ bong rồi mình gắn lại được. Thì mình có gọi điện cho chị thì chị lại bảo rằng là chị đưa cho con gái chị dùng, chị không biết. Thì mình cũng chia sẻ với mọi người như thế này nhá, để mọi người, những ai mua hàng bên mình thì các bạn xác định rõ. Ví dụ mình, các bạn mua một con máy bên mình, cái tình trạng bên trong nhá, là ví dụ như con này hỏng phây, hỏng nọ hỏng kia, các bạn trong quá trình dùng ấy mà các bạn bị hỏng ấy thì ok, bên mình chịu trách nhiệm. Bởi vì cái đấy nó là cái bên trong, đúng không? Còn còn cái này của chị ý, là nó là gì? Nó là bên ngoài. Tức là khi mình bán cho các bạn có nhớ mình có một con máy mà mình bán này. Một con máy mình báo các bạn nó bị cong không? Bị cong mình bán rẻ, con này còn nó còn hơi cong thôi nhá, hơi cong thôi nhá. Còn kiểu chị cong lắm luôn ý. Thì cái đấy là cái hình thức bên ngoài, hình thức bên ngoài thì các bạn mua ấy các bạn phải kiểm tra luôn. Đúng không? Cong hay không cong các bạn phải biết luôn. Chứ không phải là các bạn dùng vài hôm rồi các bạn bảo là mình đến mình kiểm tra mình bảo cong thế này, bảo nó biết đâu được lúc mua nó thế. Thì nói thật các bạn là nhiều khi một con điện thoại ví dụ như con này, này cái ốp nó dày như thế này, các bạn rơi cũng chẳng biết nhá, rơi chẳng biết làm sao nó xước vào trong được, đúng không? Thế cho nên là cái hình thức bên ngoài ấy, thì các bạn không kiểm tra kỹ là do các bạn phải tự chịu nhá, chứ không có lại bảo là lúc chị mua nó thế không được đâu, bởi vì cái đấy là cái hình thức bên ngoài. Thôi cái ví dụ như hỏng loa hỏng mic cái đấy là bên trong thì mình không nói, nhưng cái bên ngoài là các bạn phải tự chịu trách nhiệm đấy. Kể cả nó có lúc mua nó có thể thật, các bạn không kiểm tra kỹ các bạn tự chịu trách nhiệm nhá. Đấy, ok, đấy là mình nói sơ qua vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cây máy bên mình mới về, xem mình con nào thì chủ động nhắn tin Zalo nhá. Đầu tiên thì mình về là một con Oppo A5s RAM 3/32. Con này thì máy đã lên vỏ nhá, máy đã lên vỏ rồi, thay vỏ rồi nhá, mình báo thay vỏ luôn. Giá 1,4 triệu nhá, máy đẹp 1,4 triệu.
Tiếp theo mình về một con Samsung A12 bản RAM 4 bộ nhớ 128. Máy thì mình vẫn bao zin nhưng mình tức thì vỡ kính mặt trước nhá. Vỡ kính mặt trước. Đấy, các bạn dám cân được và dùng bình thường. Hoặc thích thì các bạn đi ép nhá. Ép thì chỉ thành 2 triệu thôi mà con này bây giờ nó đang tầm 2 triệu 7 đấy, các bạn rẻ được rất nhiều tiền nhá. Các bạn tưởng tượng mà xem. Một con máy triệu 7. Một con máy 2 triệu 7 mà các bạn mua có 1 triệu 7, tức là các bạn rẻ 1 triệu. Rẻ 1 triệu đấy là 2 triệu 7 thôi nhá. Nhưng mà 20 triệu là rẻ được 10 triệu mà 270 triệu là rẻ được 100 triệu đấy. Cực lớn luôn đấy. Tính phần trăm là cực nhiều nhá. Tiếp theo mình về một con tám nhỏ 64 GB giá 3 triệu nhá. Hình thức con này đẹp được 99 luôn nhá. 98 99% 98 99 thôi. Có phải phải nhẹ nhẹ. 64 GB nhá, 3 triệu tám nhỏ. Tiếp theo mình về một con 12 Pro Max. Máy bao zin, bao full chức năng mã Mỹ, hình thức đẹp. Con này có giá là 11 triệu nhá. Máy bao zin, bao full chức năng, hình thức đẹp. Pin bao nhiêu nhỉ? Pin 86% nhá. Và con này là máy lốc. Máy lốc nhá. Đấy, bên mình máy lốc là báo luôn máy lốc. Còn bên mình không nói gì thì nó là quốc tế. Và bên mình sẽ bảo hành quốc tế trọn đời cho mọi người. Nói chung những ai hiểu về máy lốc thì hãy mua con này nhá. 11 triệu. Nói chung là không bỗng dưng tự dưng nó rẻ được 4-5 triệu đấy nhá. Tiếp theo là con Oppo A15 RAM 4 bộ nhớ 64 nhá, 1 triệu 8 đấy, máy zin thức đẹp 1 triệu 8 nhá. Oppo A15. Tiếp theo mình có con Samsung C9 Pro. Con này mặt kính đằng trước là đã ép lại kính rồi, nó bị có tí keo keo đằng đằng viền bọt 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 nhá. C90 Pro nhưng mà rẻ lắm mọi người ạ. Con này chắc chắn cái máy đẹp thì phải tầm 3 triệu. Con này để cho mọi người 1,6 triệu RAM 464 nhá. RAM 4 hay RAM 6 nhỉ? RAM 464 các bạn nhá. Hình thức thì còn rất là đẹp. Cái màn hình nó hơi có tí bọt. Nhưng mà quan trọng giá nó chỉ 1,6 triệu thôi. Bán vui vui mà. Tiếp theo con Oppo A53, con này bóc cái giấy ra đẹp nhá. Bóc giấy là ra đẹp này. Oppo A53, RAM 4 bộ nhớ 128. Máy zin thì thức đẹp nhá. Bóc ra cực đẹp luôn nhá. Đấy, ấn luôn. 2 triệu 7 các bạn nhá. 2 triệu 7. Oppo A53. Tiếp theo mình về một con 11. 128 GB máy ma Mỹ. Máy zin thì thức đẹp 98 nhá. 8 triệu 128 GB pin 89% mã Mỹ nhé. 8 triệu. Con này thì có một vết phẩy nhẹ nhẹ trên góc này. Không đáng gì cả. Tiếp theo một con 6 Plus hỏng vân tay 1 triệu 2 nhé. 6 Plus hỏng vân tay 1 triệu 2. Con này mai mình phải thay cái nút home mà mình chưa thay nên chưa biết được nó là bao nhiêu ghi. Cứ bảo mình mua 1 triệu cứ bán 1 triệu 2 nhé. Tiếp theo là con Samsung A71 RAM 8 bộ nhớ 128. 3 triệu 8 nhá. Samsung A71. RAM 8 bộ nhớ 128, 3 triệu 1. Máy bao zin thì tốt 98. Tiếp theo một con Samsung A12 RAM 4 bộ nhớ 128. Máy zin thì tốt đẹp 3 triệu nhá. Máy zin thì tốt đẹp 3 triệu. Tiếp theo mình về được một con Xiaomi 11 Lite 5G vỡ lưng đằng sau nhé. Máy thì mình bao zin thì thức mặt trước thì rất là đẹp nhé. RAM 8 bộ nhớ 128. Con này mà đẹp thì nó rất là đắt luôn. Nhưng mà vỡ lưng. Vỡ lưng các bạn mua ốp phải dùng bình thường nhé. 3 triệu mốt thôi. Máy mình vẫn bao zin nha mọi người. Tiếp theo mình về là một con iPhone 11 vỡ lưng 5 triệu rưỡi nhé. Về vỡ lưng sau 64 GB bây giờ bình thường đang có giá là 7 triệu đến 7 triệu rưỡi. Con này rẻ được đúng 1 triệu rưỡi luôn. Quá rẻ luôn. Thì vỡ lưng sau này. Và mặt kính trước là có bị đây. Bị rịa kính nhá. Dán cương được vào vẫn là ok mà. Face ID đầy đủ, máy phun chức năng. Pin con này bao nhiêu nhỉ? Pin con này đã thay rồi nhá. Đấy. 5 triệu rưỡi thôi một con iPhone 11. Các bạn nắm ốp vào là dùng là ok nhá.
Về thêm là một con Oppo A3s 1,1 triệu nhé. Oppo A3s 1,1 triệu, máy thì bao zin, thức thì đẹp 9899. Tiếp theo mình có con gì đây? Con Redmi Note 5. Con này ra máy nhỉ? Con nữa không ra ở đây à? Redmi Note 5. Ok. Con này màn hình vẫn đẹp nhưng mà vỡ kính màn hình nhá. Đấy, vỡ kính nha. Kính các bạn phải tự đi ép. Quan trọng giá mình để cho mọi người con này rất là rẻ. Đây mình để cho các bạn với giá là thôi, để cho các bạn với giá 700 nghìn nhé. 700 nghìn con này mua lâu rồi, con này lỗ nữa. Bởi vì nói thật các bạn là mình cũng lười bỏ ra mình đăng các bạn ạ. Con này hôm qua rồi. Con này hôm qua rồi. Con này hôm qua rồi. Tiếp theo mình về là con Samsung A750 bản RAM 6 nhé. Bản RAM 6 bộ nhớ 128, Samsung A750. RAM 6 bộ nhớ 128. Máy vẫn zin hình thức 98 nhé. Máy zin hình thức 98. Đây để cho mọi người với giá là 2 triệu 3 nhé. 2 triệu 3. Con này là con Redmi gì? Chẳng nhớ con Redmi gì, con này RAM 3 nhỉ, 32 sao? Ok, để cho mọi người con này với giá là bao nhiêu nhỉ? 1 triệu tư nhá. Bạn đợi mình còn xíu. Máy thì bao zin nhá. Tức còn rất là ok. Thế mình mua được con 6S Plus. Con này có iCloud nhỉ? Mà bị 16 GB, con này chắc mình thoát được thôi nhá. Ok, con này nếu mà thoát được thì mình thanh nhí các bạn, con này giá rẻ thôi, 1,5 triệu thôi nhá. Mình mua của ai là mình nhớ mà. Ok đấy, là những con máy đây. Con này là những con này những con mới về nhá. Redmi 3 RAM 332 nhá. Máy bao zin thức 98, 1,4 triệu. Ok. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu những cây mới vậy. À, cây bên mình đang còn 14 Pro Max 32,5 triệu, 256 GB bản OEM, bảo hành còn 11 tháng, pin 100, máy thì đẹp hết nước chấm nhá. Mình đang dùng luôn đấy. Nó 14 đơ này. 14 cũng đơ anh em ạ. iPhone này thi thoảng nó cũng hay đơ mà. Đây là kênh YouTube của mình nhé. Kênh YouTube của mình là kênh Thanh Tú Store. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh của mình. Kênh mình được 65.000 người đăng ký rồi. Khi nào đạt được 100.000 người đăng ký, mình sẽ làm một cái event siêu to khổng lồ tặng mọi người nhé. Ok, tiếp theo là 13 Pro Max. 13 Pro Max 256 GB, máy zin thứ đẹp keng 99. Đẹp hết nước chấm luôn, pin 92%. 22 triệu 500 nhé. 22 triệu 500, 13 Pro Max. Tiếp theo là 13 Pro. 13 Pro thì bên mình 206 GB, có giá là 19 triệu, pin toàn 9X trở lên nhá. Pin 9X trở lên, 206 GB nhá. Đấy, 13 Pro. Thế còn 13 Pro mà 128 GB thì sẽ có giá là 18 triệu nhá. 18 triệu. Con này 18 triệu này. Con này 18 triệu 500 thì pin 100 nhá. Còn con này thì là 18 triệu. Đấy, pin 96. 13 Pro máy đều đẹp zin chất. Trong đó con này của mình pin thấp thì con này mình bán cho mọi người với giá là 17 triệu 500 nhá. Con này pin là 87%, 17 triệu 500 nhá. Đấy, còn con này của mình tình trạng là bản VN pin 99, 128 GB. Đấy,
đã thay cái sạc không dây của, nhưng mà thay chính hãng luôn nhá, linh kiện Apple chính hãng này. Đấy, nhưng bạn yên tâm nhá, 17 triệu. Tiếp theo là iPhone 13, 108 GB, 58 máy zin đẹp, 14 triệu. Pin 91%, 118 GB màu hồng, 14 triệu 600, máy zin đẹp. Còn là pin 99% nhá, máy zin thì đẹp keng, 15 triệu 200. Pin 99 108 GB. Còn con này pin 100 bản VN, còn bảo hành đến 11 tháng 10 năm 23 nhá. Pin 100. Nói chung con này thì đẹp hết nước chấm. Bảo hành 10 tháng. Thì có giá là 15 triệu 900. Còn con màu đỏ này của mình còn nguyên hộp nhá. Pin 92%, 15 triệu. Máy zin rất đẹp. iPhone 13. Tiếp theo là 11 Pro Max. 11 Pro Max thì bên mình 64 GB dao động 11 triệu nhá. 64 GB dao động 11 triệu. Đấy. Còn có những cây ví dụ như cây này của mình chỉ có 10 triệu thôi. 64 GB pin 85% nhá. Máy bao zin thì tức gọi là phải phẩy một tí. Đấy, còn con này của mình thanh lý này, màn tàu nhá. 7 triệu rưỡi, 64 GB màn tàu. Đấy. Con này của mình là 256 GB nhá. 12 triệu 500. Máy zin hình thức đẹp 9899 nhá. À con này thay pin rồi nhá. Thay pin. 12 triệu 500. Trung tâm này thay pin là thoải mái luôn nhá. Ok, để cho người mày 12 triệu 300 đi. 12 triệu 300 nhá. Tiếp theo một con màn tàu, à màn linh kiện gọi là màn tàu đấy đi. 7 triệu 9 nhá, cái mắt máy full chức năng. Đấy, con này đã thay màn, nhưng thay màn zin này thì thanh lý giá 9 triệu 8 nhá. Còn bên mình có hai con máy lốc zin đẹp thì có giá là 8 triệu nhá, 8 triệu máy lốc. Ok chưa? Tiếp theo là 11 Pro đi. 11 Pro thì bên mình 64 GB dao động là 8 triệu rưỡi, còn 206 GB dao động là 9 triệu rưỡi nhá. 11 Pro. Đấy. 64 GB là 8 triệu rưỡi, còn 206 GB là 9 triệu rưỡi nhá. Tiếp theo là 12 Pro Max. 12 Pro Max thì mình giảm giá nhá. Thế giờ 206 GB giảm 500.000 mỗi trên một cây. Tức là 206 GB máy zin thì thức đẹp, bản VN thì 17 triệu 500 thì còn 17 triệu. Còn ngoài bản VN thì là 17 triệu thì giảm còn 16 triệu 500 nhá. Đấy. Máy zin thức đẹp nhá. Ok chưa? Giảm giá. Thế còn 128 GB. 128 GB. Mình có một cây 128 GB đâu nhỉ? Ô, vào nốt rồi à? 128 GB chắc bán nốt rồi. Ok, tiếp theo là XS Max. XS Max thì bên mình 64 GB dao động 7 triệu 3, còn 206 GB dao động 7 triệu 8 nhé. Tùy từng cây. Đấy, giá dao động như vậy. Trong đó có con đây, ví dụ như bình thường mình 7 triệu 2 này. Máy zin thì đẹp này. Con này của mình xuất tiền lưng này, 7 triệu rưỡi này, 206 GB pin 100 này. Xuất tiền lưng này ảnh hưởng gì? Cứ để nguyên dùng kẹt bô luôn. Đấy. Ok, và có con này mực màn này, hỏng phây mực màn, thanh lý 4 triệu rưỡi này. Cái mắc 4 triệu rưỡi bằng iPhone X này. Ok chưa? Anh em mua về dùng Tết thoải mái. Và một con X mắc màn tàu. Một con X mắc màn tàu 5 triệu 3 đâu nhỉ? Bán nốt rồi à? Nhìn bán nốt rồi sao? Mình có một cây X mắc màn tàu 5 triệu 3. Biết để đâu. Và một con này mực mực màn một tí là 5 triệu 2 nhé. Ok này, để cho 5 triệu. Đố một tí màn ở giữa nhé. Và có một con X Max 206 GB. Mình đang dùng đâu nhỉ? Con này là con gì nhỉ? Con này màn tàu. Con này X Max màn tàu nhá. Sao màn tàu nó không báo nhỉ? Đây. Anh em ạ, con này màn tàu nhá. Con này X Max này màn tàu mà lại không báo nhỉ? Anh em, đồng chí nào bán hàng xong đồng ý, đồng chí thay cái màn vào rồi. Con này màn tàu nhá.
Để cho bạn 5 triệu 3. Màn tàu. Ok chưa? Nhưng mà người ta fix màn đây này. 64 GB nhá. Pin 89%, 5 triệu 3 màn tàu. Ok chưa? Tiếp theo là XS. 64 GB là 5 triệu rưỡi, còn 206 GB là 6 triệu. Màu gold thì sẽ cộng thêm 200 nghìn nhá. Màu gold thì sẽ cộng thêm 200 nghìn. Và ví dụ như con nào ép kính thì mình sẽ ghi chữ EK là ép kính này. Ép kính thì sẽ rẻ đi 500 nghìn nhá. Ví dụ con này màu gold 64 GB đang 5 triệu 7 đúng không? Giảm có 5 triệu 2. Nhưng con này của mình có con đẹp quá. Mình bán đắt một tí. 6 triệu XS. Đẹp hết nước chấm luôn nhá. Còn XR. XR 64 GB là 5 triệu 6 còn 118 GB là 6 triệu. Máy zin đẹp nhá. Con nào ép kính thì sẽ giảm đi cho các bạn 500 nghìn. Bạn yên tâm vì nhiều cho mình không sâu từng cây một được. Bên mình tình trạng sẽ báo rõ nhá. Còn iPhone X. iPhone X thì mình còn con này. Con iPhone X này của mình là bao nhiêu ghi nhỉ? Mình nhìn là 206 GB sao? Con này 64 GB. 64 GB nhá. Thì có giá là 4 triệu rưỡi. Còn mình có một cây 206 GB là 5 triệu. Mình để đâu ấy? Ok. Tiếp theo. Sang 12 Pro. 12 Pro quá hot. Còn một cây cuối cùng. iPhone 12 Pro nhá. 118 GB. Pin 87%. Máy bao zin. Hình thức đẹp nhá. 12 triệu 800. Còn một cây duy nhất nhá. Đấy. Còn iPhone 12. iPhone 12 thì 64 GB 9 triệu rưỡi. 118 GB là 10 triệu 500. Đấy. Đấy là giá dao động nhá. Chứ còn ví dụ như 118 GB có những con đẹp xuất sắc như con này, này thì là 11 triệu thôi, đẹp lắm luôn ý. Thì là đắt thêm 500 nghìn. Đấy. Là iPhone 12 nhá. Trong đó có con này của mình thanh lý này. Con này của mình vỡ lưng bản VN là 8 triệu 7 nhá. Còn là iPhone 12 này bản VN thì đắt hơn là 200 cho đến 300 nghìn nhá. Con này là 118 GB 9 triệu, pin 81% này, máy zin đẹp nhá. Đây ví dụ như con này là 10 triệu 64 GB thì pin phải 99 luôn thì mới có giá là 10 triệu nhá. Các bạn thấy không? Quá là rẻ luôn. Ok đấy nhá. Tiếp theo thì 11 thì giá vẫn như vậy. Thực ra tầm này giá nó quá rẻ rồi. iPhone 11 64 GB. Máy zin thì tức vẩy là 7 triệu. 118 GB là 7 triệu rưỡi. Còn máy zin thì tức đẹp 64 GB là 7 triệu rưỡi. Còn 118 GB là 8 triệu. Bản VN thì các bạn cộng thêm 200 nghìn. Còn tùy những cây đặc biệt như hôm trước mình có một cây. Còn bảo hành 9 tháng. Pin 100. Đẹp hết nước chấm. 118 GB mình bán 8 triệu 7. Có người mua luôn. Bay luôn. Nhá. Tiếp theo là 8 Plus. 8 Plus thì bên mình đây. 8 Plus đây các bạn nhé. Màu đen 64 GB 4 triệu 1. Còn 128 GB. À quên. Còn màu khác thì là 4 4 triệu 3. Màu đen là 4 triệu 1. Màu còn lại là 4 triệu 3. Trong đó con này của mình vỏ xấu. Để cho các bạn với giá là 3 triệu 6. Coi như trừ tiền vỏ nhé. Trừ 500 nghìn tiền vỏ luôn. Và thực tế ra một cái bộ vỏ là mình nhập vào có 300 nhá. 8 Plus. Tiếp theo là 7 Plus. Nhiều máy quá mọi người. À đây, X mình để rồi. Ui, ui giời ơi còn. Quay cho mọi người xem. Để cho mọi người biết bên mình nhiều máy mức độ như nào. Này nhá. Đây là 7 Plus này. Ngoài trên này ra nhá. Ngoài trên này ra này. Riêng cái chỗ này của mình là 289 máy rồi nhá. Đấy, chưa tính chỗ này nhá. Chưa tính đây nữa này. Đây là 7 Plus nhá. 32 GB. Có giá là 3 triệu. 118 GB là 3 triệu 3. Đấy là máy đẹp rồi. Còn những con máy phẩy xấu thì bên mình bán thanh lý giá rẻ. Ví dụ như con này là 7 Plus ẩn này. Bên mình bán có triệu 8 này. Đấy. Máy ẩn triệu 8. Con máy này máy lốc này 1 triệu rưỡi nhá. Này màn xấu. Màn xấu 1 triệu rưỡi nhá. Đây con này hỏng vân tay này thì là 2 triệu này, 7 lớp hỏng vân tay này. Hỏng cái gạt rung nó có 2 triệu này.
anh em mua về dùng thoải mái luôn, bao giờ có tiền thì sửa gạt rung sau. Thế còn dòng máy độ nhá, 71 độ này thì là 2,5 triệu, 32 GB, 128 GB thì là 2,8 triệu, độ vỏ vuông rất là đẹp luôn, anh em thích độc lạ thì lấy con này. Đấy. Tiếp theo là SE2020 thì bên mình có đủ đủ màu sắc nhá, màu đỏ, màu đen, màu trắng, à không có màu gold. 64 GB là 3,4 triệu, 128 GB là 3,7 triệu, còn 206 GB là 4 triệu, máy đã lên vỏ nhá. Thế còn 7 nhỏ 32 GB giá dao động 2 triệu nhá, bên mình nhiều, nói chung là đây không những chỉ bên ý đâu, đây bên mình còn rất là nhiều đây này. Được chưa, rất là nhiều luôn đấy, chưa tính tủ kia. Còn 6 plus đây, anh nhìn cho các bạn mấy con 6 plus, con này máy zin đẹp này, 6S plus máy zin thứ đẹp, 2,3 triệu, 64 GB nhá. Đấy. Còn đây anh nhìn cho các bạn 1,3 triệu 6S plus này, ẩn rẻ luôn 1 triệu này, con này 1,1 triệu này, có tài khoản ẩn 6 plus này. Tất cả những con tài khoản ẩn mình không bảo hành nhá, bạn mua về dùng xài. Đây con 64 GB này, 6 plus, à 6S plus 2 triệu này, xấu hơn này. Con này 6 plus 64 GB 1,1 triệu này, vỏ xấu này. Thực sự mình cũng không không có thời gian đi thay vỏ để bán đâu, mình có thế nào bán thế này này. SE không phải 10 đầy này, XG và 11 bên mình còn đầy luôn, không những ở trên này còn ở dưới đấy luôn, không có chỗ bày mọi người ạ. Hàng bên mình nói chung là gọi là không có chỗ bày luôn. Đấy. Tiếp theo về dòng Android nhá. Android đợt này các cái dòng sang xịn mịn bên mình bán được nhiều thật. Đây. Z Fold 3. Con này nó còn đẹp hết nước chấm luôn các bạn, xuất sắc luôn các bạn nhé. Các bạn nhìn cái siêu viền còn nguyên này. Samsung Z Fold 3 5G bản Hàn. RAM 12, bộ nhớ 256. Nhá. Hai màn hình. Màn hình trong và màn hình ngoài. Quá đẹp luôn nhá. Z Fold 3 5G. Đây để cho mọi người về giá là con này hôm trước mình bán, hôm nay mình để cho mọi người 16 triệu 800 nhá. 16 triệu 800 Z Fold 3 5G. Samsung S22 5G. Máy zin thì thước đẹp, RAM 8 bộ nhớ 256. 11 triệu nhá. Đẹp hết lớp chấm luôn. Samsung S22 Plus 5G, RAM 8 bộ nhớ 256. 12 triệu 800. Máy zin thì thước đẹp keng 99 nhá. Nó cũng gọi là hết lớp chấm luôn. Tiếp theo mình về đồng ít, Samsung Note 10 Plus. RAM 12 bộ nhớ 256 bản Hàn. Máy đẹp keng 99 nhá. Bao zin và bao phụ chức năng. Có giá là 7 triệu nhá. Thật sự các con này mình lãi cực thấp luôn. Mình bán gần như là bán để lấy khách thôi. Samsung Quantum 3. RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin nguyên hộp, chưa dùng 1 phút 1 giây nào nhá. Đẹp keng 99. 7 triệu rưỡi. Samsung A90 5G có rất nhiều, cầm tạm lên 3 cây thôi. 3 triệu 9, RAM 6 bộ nhớ 128. Samsung A90 5G nhé. Tiếp theo là một cây Samsung S20 Plus. Con này có giá là con này có giá bao nhiêu nhỉ? Mình nhìn lại. S20 Plus con này có giá là 6 triệu nhé. À đâu, con này con sọc màn. Sọc màn. S20 Plus thanh lý các bạn, sọc màn. Ok, con này thanh lý 3 triệu 3 bản Việt Nam nhé, sọc màn. Tiếp theo này. Samsung Quantum 2. Máy zin thứ đẹp keng 99, 4 triệu 9 nhé. Có cả màu đen nữa. Trong đó có con này của mình, con màu đen trong kia. Con màu đen này của mình phẩy tí lưng. Thì thanh lý cho bạn 4 triệu 6 nhá. Mặt trước thì vẫn rất là đẹp, chỉ phải lưng thôi. Samsung Quantum 2. Tiếp theo là S20 Plus thì tổng mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây. S20 Plus 5G.
RAM 12 bộ nhớ 256 nhá. Máy zin thì đẹp keng 99 luôn. 9 triệu các bạn nhá. 9 triệu. Trong đó có một cây của mình là cây lá đây, cây này. Cái này của mình đã thấy lưng, nhưng mà lưng zin luôn nhá. Đã thấy lưng như lưng zin rẻ luôn 1 triệu. Còn 8 triệu nhá. Đấy. Và con này của mình vỡ lưng. Vỡ lưng thì thanh lý cho các bạn là con này giá 7 triệu rưỡi nhá. Quá rẻ, 7 triệu con này bán hòa vốn luôn. Tiếp theo là lốt 10 nhỏ. Lốt 10 nhỏ nhá. Bản Hàn ra 12 bộ nhớ 256. Máy zin thì tức phẩy thì có giá là 4 triệu 7. Cây nào bút, còn cây nào dùng được bút thì 5 triệu. Thế còn hình thức đẹp thì là đắt thêm 300 nghìn nhá. Đắt thêm 300 nghìn. Tiếp theo là S20 S21 5G. RAM 12 bộ nhớ 256 nhá. Cũng có 6 cây. Đấy, máy zin thức đẹp giá 8 triệu nhá. S20 S21 5G. Máy zin thức đẹp giá 5 triệu, quá rẻ. Quá rẻ luôn. Mẫu này nữa này, rất đẹp này. Con gái dùng nó hết nước chấm luôn. Còn là S20. S20 thì con này máy đẹp. Thì bên mình bán 5 triệu rưỡi nhá. Còn con này đẹp keng luôn thì là 5 triệu 7, đắt thêm 200 nghìn. Đấy. Còn con này thì này xấu cam thì thanh lý giá 4 triệu rưỡi nhá. S20 5G RAM 12 bộ nhớ 256. Thật sự các bạn, vì sao mà nhập nhiều bản Hàn như này? Bởi vì nó quá rẻ, nó quá chất, cực kỳ rẻ, cực kỳ chất. Mình đảm bảo các bạn cực kỳ ngon nhá. Tiếp theo là S20 FE 5G 4 triệu rưỡi nhá. RAM 6 bộ nhớ 128. Máy zin thì tức 98, 4 triệu rưỡi. Tiếp theo là con này mấy hôm trước mình cứ báo nhầm giá kiểu gì thôi, mình báo lại nhá. Mình nhầm giá nhập thì thôi, giá mấy hôm trước mình gạt đi. S10 5G RAM 8 bộ nhớ 256. Máy zin thức đẹp keng 99. Thống nhất để cho bạn 5 triệu 3 nhá. 5 triệu 3. Samsung A11 mình có 3 cây. RAM 3 bộ nhớ 32, tất cả đều zin. Hình thức đẹp thì triệu 7, hai con này đẹp triệu 7 con này. Hơi phẩy phẩy một tí lưng nữa nhá, thì triệu 6. Samsung A52s RAM 8 bộ nhớ 128, 4 triệu rưỡi. Máy zin thì thức đẹp. Samsung A71 RAM 8 bộ nhớ 128, có bản Hàn và bản Việt, đồng giá 3 triệu 9 nhá. Đồng giá 3 triệu 8 bằng cái con kia. Ok chưa? Bằng cái con mới về đầu video. A03S RAM 3 bộ nhớ 32. Máy zin tức 98, 1 triệu 8 nhá. Hai con này là A52 RAM 8 bộ nhớ 128. Máy thì đều hơi cong một tí, thanh lý cho các bạn giá 3 triệu 9 nhá. Cong thì mình báo cong này. Samsung A04S RAM 4 bộ nhớ 128, máy zin đẹp bảo hành dài 2 triệu 8. Samsung A02S RAM 332 1 triệu 7, máy zin thì thức đẹp. Samsung A13 RAM 4 bộ nhớ 128, máy zin thức đẹp 2 triệu 8. Samsung Z7 Pro thay màn tàu 1 triệu. Samsung A10S 1 triệu rưỡi, RAM 2 bộ nhớ 32. Samsung A30 1 triệu 7, RAM 3 bộ nhớ 32. Máy zin thức đẹp. Samsung A73 5G RAM 8 bộ nhớ 128, 6 triệu rưỡi, máy đẹp, zin. Samsung A53 5G 5 triệu rưỡi, bản Việt 2 SIM, máy zin rất đẹp, bảo hành dài. Samsung A12 mình giảm giá nhé. Samsung A12 RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin thì rất đẹp là 2 triệu 9, giảm 100 nghìn một cây nhé. Samsung A12 RAM 6
À, nếu 128 máy zin đẹp 2,9 triệu, còn RAM 4 bao nhiêu, 64 máy zin, à bộ nhớ 128 máy zin còn là phẩy một tí ở đây thôi, chỉ có 2,5 triệu thôi nhá. Còn con này RAM 4 bộ nhớ 128 máy zin rất đẹp thì là 2,7 triệu, 2,7 triệu. Được chưa? Các bạn nhớ khi mua máy các bạn nhận hàng các bạn để ý hình thức nhá, chứ đừng mua về rồi là như cái chị kia, chị bảo cong chị không biết được đâu là dở hơi đấy nhá, dở hơi cho cả người mua lẫn người bán. Tiếp theo là A03 RAM 3 mà nhớ 32 máy zin hình thức đẹp 1,8 triệu nhá. Còn con này máy zin vỡ kính mặt trước thì thanh lý 1,4 triệu nhá, các bạn lắp kính cũng được và dùng bình thường chẳng quan trọng nhá, mình không có thời gian đi làm kính. Samsung A13 RAM 6 bộ nhớ 128. Con này thì để cho các bạn với giá là 2,9 triệu thôi, vì lý do nó phải phải tí lưng nhá. Còn đẹp thì đắt hơn. Samsung A13 RAM 6 bộ nhớ 128. Samsung A32 RAM 6 bộ nhớ 128 máy zin. Hình thức thì mặt trước rất đẹp, mặt sau thì hơi phẩy tí thôi. 3,2 triệu. Còn A32 5G RAM 4 bộ nhớ 128 nhá. Máy zin đẹp thì có giá 3,1 triệu. Samsung A31 RAM 6 bộ nhớ 128 máy zin hình thức 98 thì 3 triệu. Con này vỡ kính mặt trước thì thanh lý cho bạn 2,1 triệu nhá. Về giá dán cũng được dùng bình thường. Chẳng ảnh hưởng gì, rẻ luôn 900 nghìn. Ô con này quên chưa đi mở mật khẩu. Chưa mở mật khẩu chưa biết rồi. Bạn đợi mình tí thử xem nào. Mình có mật khẩu của con này không? Thường thường mình hay ghi vào đây mà. Không ghi rồi. Con này là K40 Gaming thì chắc giá nó dao động khoảng 5 triệu chứ biết bao nhiêu nhá. Báo sau mọi người. Oppo A95 máy zin thì rất đẹp, RAM 8 bộ nhớ 128. 3,8 triệu. Oppo A55 RAM 464 máy zin thì rất đẹp 2,9 triệu. Oppo F11 Pro RAM 664 2,5 triệu, mặt trước đẹp, mặt sau hơi phẩy. Máy zin. Samsung A22 5G RAM 6 bộ nhớ 128 3,6 triệu. LG V60 Thiên Quy máy zin hình thức đẹp 9899, RAM 8 bộ nhớ 128 4,6 triệu. Redmi K40 RAM 6 bộ nhớ 128 máy zin đẹp 4,6 triệu. Redmi 10T 5G RAM 6 bộ nhớ 128 máy zin hình thức đẹp K99 4,2 triệu. Vivo S1 Plus RAM 8 bộ nhớ 128, con này phẩy tí lưng thì 2,8 triệu, con này đẹp thì là 3 triệu. Oppo Reno 7 RAM 8 bộ nhớ 128 máy zin đẹp 5,8 triệu. Vivo 1,1 triệu RAM 2 bộ nhớ 32 máy zin thì rất đẹp. Ô con này có cả có thêm con Samsung máy nữa đây. Nhiều máy quá nhỉ. 4 cây Samsung A11. Bên mình nhập toàn số lượng mà mọi người ạ. Cứ ưng là bên mình nhập hết. Nhập hết luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, mình nhặt nhặt để cái máy quay ra đây cho đỡ vướng. Redmi 10 RAM 4 bộ nhớ 128. Hôm trước mình tưởng RAM 6 nhá. Xin lỗi mọi người, con này RAM 4. Máy zin mặt trước đẹp mà sau hơi phẩy 2,6 triệu. Oppo F11 RAM 6 bộ nhớ 128 2,5 triệu. Máy zin hình thức 98. Redmi Note 8 Pro RAM 6 64 2,5 triệu, máy zin thức 98. Oppo F11 Pro con này 1,8 triệu nhá. Con này hỏng camera trước. Thanh lý các bạn 1,8 triệu. Ừ, con này để 1,6 triệu thôi. 1,6 triệu nhá. Redmi Note 11 RAM 4 bộ nhớ 128 2,9 triệu. Máy zin thì thức đẹp.
LG Q9 25G RAM 6 bộ nhớ 128 2 triệu 3. Oppo Reno 6Z máy zin đẹp 4 triệu rưỡi RAM 8 bộ nhớ 128. Oppo A93 RAM 8 bộ nhớ 128 3 triệu 3 máy zin đẹp. Redmi Note 8 RAM 332 1 triệu 8. Máy zin thì thức đẹp. Còn S1 Pro nữa này. Bằng giá nhau. LG G6 1 triệu 2. Còn này RAM 464 hay sao lại 1 triệu 2 nhá. Hình thức vẩy. VinSmart X3 RAM 664 máy zin thức đẹp 2 triệu 2. Redmi Note 8 RAM 6 bộ nhớ 128 máy zin thức đẹp 2 triệu 4. Oppo A1K RAM 2 bộ nhớ 32. Máy mặt trước máy thì bao zin. Mặt trước đẹp mặt sau hơi phẩy. 1 triệu 050. Oppo A5s con này chỉ có 1 triệu 2 thôi không sao không mua nhỉ. RAM 3 bộ nhớ 32 triệu 2. Máy thì zin, mặt trước đẹp mặt sau phẩy. Thanh lý cho bạn một con 11 5 triệu 7 này. Đấy, con này cam hơi hơi một tí. Cam hơi lỗ một xíu xíu không đáng gì cả. Con gì đây? Con mi gì đây? 500 nghìn. Con mi này là mi gì? Màn bị mực nhá. Dùng bình thường chẳng sao cả. Dạ 3 bọn như 32 nhá. Samsung Z 4 cộng 850.000 xuất thì kính mặt trước nhá. 850.000 xuất kính thôi. Nokia 7.2 RAM 4 bộ nhớ 128 máy zin đẹp 2 triệu 2. Redmi K40 RAM 8 bộ nhớ 128 máy zin thức đẹp 5 triệu. Redmi Note 11 RAM 6 bộ nhớ 128 máy zin thức đẹp keng 3 triệu mốt. Oppo A15 hôm trước mình nói nhầm Samsung nhé. 1 triệu 6 máy zin thức phẩy. Oppo A54 RAM 4 bộ nhớ 128 2 triệu 7 mặt trước đẹp mặt sau hơi phẩy. Vivo Y20 RAM 3 bộ nhớ 32 triệu 9 máy zin đẹp. Oppo A31 RAM 6 bộ nhớ 128 máy zin đẹp 2 triệu 6. Nokia 5.4 RAM 4 bộ nhớ 128 2 triệu. Nokia con này 1 triệu nhá. Oppo A3s con này mất nút nguồn. Nút nguồn này các bạn mua chắc 150. Thành ý các bạn 800 nhá, 800. Oppo A9 2020 RAM 8 bộ nhớ 128 máy thì zin còn phải phải tí thôi, thanh lý có 2 triệu 3 này. Quá rẻ. Redmi 9C RAM 464 1 triệu 9 nhá, máy zin đẹp 98 thôi. Redmi 9A RAM 232 máy zin đẹp 1 triệu 2 nhá. Poco C40 RAM 4 bộ nhớ 128 máy zin đẹp 2 triệu. Oppo A5, Oppo A5 thanh lý 1 triệu 2 nhá. 1 triệu 2. Con này như là chẳng biết ra mấy. Con Vivo RAM 6 này thanh lý cho bạn 1 triệu 1 nhá. Vivo RAM 6 1 triệu 1. 1 triệu 1 các bạn nhá. Con này trước mình bán rồi đó. Mình có mật khẩu mà quên không mở cho khách nên là khách không nhận được. Oppo A12 RAM 3 và nhớ 32 1 triệu rưỡi máy zin đẹp. VinSmart ROG 2 RAM 3 32 à RAM 2 32 triệu 3 nhá. Mặt trước đẹp mặt sau hơi phẩy. Oppo F9 RAM 464 nhá, 1 triệu 150 con này vỡ kính mặt trước nhá, 1 triệu 150. Oppo A31 RAM 4 bộ nhớ 128 1 triệu 8 nhá.
VinSmart X3 RAM 6 bộ nhớ 64, máy zin thức vẩy 1.950. Samsung J7 Prime bản hàn 1 sim, máy đẹp 1 triệu. Oppo F5 triệu 2 nhá, RAM 464. Ok, thì trên đây là toàn bộ số máy bên mình. Mọi người xem ưng con nào thì chủ động liên hệ bên mình qua Zalo 0566888 từ quý 9 để đặt hàng nhá. Thank you, chào và hẹn gặp lại.